Mày sao cũng rớt vậy? Nắp cũng rớt không? Bây giờ tính cách khác nè. Mời những cái người dán lên đây. Đấu mặt vào nhau. Đâu? Đối diện nhau. Rồi trò chơi thứ hai là thổi rớt. Tất nhiên là hai bạn nam này thổi cái mặt bạn đó, thổi tay bạn đó là sao rớt xuống rồi. Hỏi cho sao anh này nè, hỏi cho tôi đi tay bạn là sao? Rồi mời các bạn mà phụ thổi xuống để cho các bạn mua đồ đứng lên tí. Rồi ai lấy cũng đẹp gái đẹp trai nha. Bắt đầu nha, bắt đầu lần thứ ba. Hồi nãy mắt rồi, thổi rồi, bây giờ nhảy. Nhảy tức là nhảy làm sao á mà cho nó rớt hết thì thôi. Ok, rồi bắt đầu nhảy thì theo mình á là nhảy cho nó rớt hết á là nhảy bựa, đúng không? Thì bài Gangnam Style phù hợp với vấn đề này. Ok, bài luôn. Yeah. Bạn giải gì?